phần tính chiết tính dự thầu. Hiện nay chúng ta đang có một công trình và chúng ta muốn tính chiết tính dự thầu thì đơn giản là chúng ta bấm vào suýt chiết tính hoặc là suýt dự thầu. Khi bấm vào suýt chiết tính thì lập tức chương trình đã tự động tính chiết tính cho từng công tác một. Và hiện nay thì chương trình đã tính theo thông tư mới nhất là thông tư 05-2007 của Bộ Xây Dựng. Theo như thông tư này thì chiết tính được phân tích, được liệt kê tất cả các cái chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo định mức 04-2005 hoặc định mức 24-2005 hoặc là định mức 1776-2007. Tiếp theo thì tính thêm các cái chi phí khác, chi phí chung, thu nhập thuế trước, chi phí trước thuế, rồi thuế giá trị tăng, chi phí lán trại, nhà tạm, vân vân, và cuối cùng tính được cái giá dự thầu cho một cái công tác là bao nhiêu. Liên kết với chiết tính là suýt dự thầu, thì suýt dự thầu liệt kê tất cả các cái công tác mà có trong công trình cũng như là cái khối lượng của từng công tác một. Sau đó thì cái đơn giá này được link trực tiếp từ bên chiết tính sang và tổng cộng thành tiền, và cái con số cuối cùng chính là cái đơn giá dự thầu của cái công trình hiện hành, của một hạng mục hiện hành. Nếu như công trình của chúng ta có nhiều hạng mục thì cái bảng chiết tính này sẽ được liệt kê ra nhiều hạng mục ở đây, và bảng dự thầu này cũng sẽ có nhiều hạng mục, mỗi một hạng mục sẽ là một cái bảng như thế này, đầy đủ như thế này. Về tính chiết tính thì chúng ta cũng có thể là sử dụng các cái thông tư cũ, ví dụ như là thông tư 04-2005 của Bộ Xây Dựng, hoặc là thông tư 04-2005 mà đã bỏ cái chi phí lán trại, hoặc là 04-2005 chúng ta thêm chi phí an toàn giao thông phục vụ cho ngành giao thông, hoặc là cái thông tư mới nhất là 05-2007 thì chúng ta chọn ở đây để tính lại cái chiết tính và đơn giá dự thầu ở bên cạnh. Điểm đặc biệt của phần mềm dự toán dự thầu G8 là phần mềm hỗ trợ liền một lúc là hơn chục mẫu tính dự thầu khác nhau. Có lý do tại sao phải tính trên 10 mẫu, bởi vì cùng một cái thông tư, ví dụ như thông tư 05-2007 của Bộ Xây Dựng, nhưng mà mỗi một ban quản lý dự án họ có một cái cách mời thầu khác nhau, và ứng với mỗi cách mời thầu đấy thì sẽ tương ứng với một cái cách mời thầu của phần mềm. Và thông thường thì chủ đầu tư họ mời thầu theo cách nào thì đơn vị dự thầu sẽ trả bài, tức là cái bài thầu của mình sẽ làm theo cách tương tự như vậy, chứ thường là không làm theo cái khác thì dẫn tới cái khó kiểm soát, khó chấm thầu của cái chủ đầu tư. Hiện nay mặc định thì chương trình để cái dự thầu là với công tác ở bên dưới. Đây là một cái mẫu dự thầu mà đa phần các công ty xây dựng của Việt Nam mình hay sử dụng. Tuy nhiên cũng có rất nhiều cái đơn vị khác họ dùng với cái dự thầu là công tác ở bên trên, hoặc là dự thầu ngang, hoặc là dự thầu gộp công tác giống nhau, hoặc là dự thầu bỏ các chi phí khác, hoặc là dự thầu rút gọn. Thì bây giờ chúng ta sẽ lần lượt đi vào từng cái mẫu dự thầu một. Để chọn mẫu dự thầu công tác ở bên trên thì chúng ta bấm vào cái ô này, sau đó chọn là cái công tác ở bên trên. Sau đó chúng ta bấm vì mũi tên hình tam giác này, hoặc cách thứ hai là chúng ta vào menu đấu thầu, chúng ta chọn ngay menu dự thầu với công tác ở bên trên. Bây giờ chúng ta chọn theo cách vào menu đấu thầu, sau đó thì tiếp vào menu dự thầu với công tác bên trên. Thì lập tức phần mềm sẽ tính lại cho chúng ta với cái công tác là các cái công tác và mã của nó ở phía trên này. Hao phí thì vẫn như bình thường ở phía dưới, và các cái chi phí khác vẫn như là cái dự thầu với công tác ở bên dưới. Như vậy ở cái kiểu dự thầu với công tác ở bên trên này thì chỉ có điểm khác biệt so với dự thầu truyền thống là cái công tác đặt ở phía trên bảng, và mỗi một công tác thì chúng ta sẽ có một bảng như thế này. Chúng ta có một bảng như thế này. Sang công tác thứ hai thì chúng ta lại có một cái bảng thứ hai như thế này. Thay vì cái mẫu là dự thầu với công tác ở bên dưới, bây giờ chúng ta tính lại để thể hiện cho dễ hơn. Thì chúng ta chỉ có một bảng duy nhất một bảng duy nhất như này, và các công tác để ở phía dưới như thế này. Như vậy là các công tác không bị tách ra thành các bảng khác nhau mà nằm chung trong một bảng lớn như thế này. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái mẫu dự thầu ngang. Dự thầu ngang khác với cái dự thầu truyền thống là tất cả các cái thành tiền của vật liệu, cũng như là vật liệu nhân hệ số, nhân công và máy nhân hệ số thì được thể hiện ở phía ngang. Ngoài ra các cái chi phí khác như là trực tiếp phí khác này, chi phí chung, thu nhập thuế trước và giá trị trước thuế cũng như thuế VAT, cũng như là chi phí nhà tạm và đơn giá tổng hợp thì đặt theo phương ngang như thế này. Chính vì thế mà chúng tôi quyết định đặt tên cho cái mẫu này là mẫu dự thầu ngang. Và cũng giống như các cái mẫu khác thì cũng hiển thị cái chi phí vật liệu nhân công máy ở dưới này như theo phân tích theo cái định mức như bình thường. Cũng cùng một cái dòng dự thầu ngang như thế này thì chúng ta có một mẫu khác, đó là dự thầu ngang nhưng mà với nhân công và máy trực tiếp. Trước khi đi về cái mẫu dự thầu ngang với nhân công máy trực tiếp này thì chúng ta để ý hiện nay thì với mẫu dự thầu ngang hiện hành thì chương trình phân tích cả vật liệu, nhân công và máy ở đây như thế này. Nhưng dự thầu ngang với nhân công và máy trực tiếp thì cái phần nhân công và máy này sẽ được lấy trực tiếp từ quyển đơn giá ra, có nghĩa là sẽ lấy trực tiếp ở hai cột O và cột P của suýt công trình đây ra. Bây giờ chúng ta sẽ thể hiện nó. Chúng ta chọn menu đấu thầu, dự thầu ngang với nhân công máy trực tiếp. Và như đã nói vừa rồi thì ở đây sẽ không còn phân biệt A vật liệu, B nhân công, C máy nữa, mà chỉ có vật liệu không. Ví dụ như là xi, cát, đá và nước, hoặc các công tác khác là đá hộc rồi là xi măng, cát, nước như thế này. Thì chỉ có vật liệu mới được phân tích theo định mức và lấy đơn giá, là đơn giá có thể là giá gốc, giá thông báo nhân hệ số hoặc là giá hiện trường. Còn nhân công và máy thì chúng ta sẽ để ý ở đây là nhân công, đơn giá nhân công sẽ, ví dụ như nhân công này sẽ được lấy ở công trình và máy này cũng sẽ được lấy ở suy công trình sang. Còn tất cả các chi phí khác như là trực tiếp phí khác, chi phí chung, vân vân đến chi phí nhà tạm và đơn giá tổng hợp thì vẫn tính như bình thường và đặt theo phương ngang như thế này. Tiếp theo chúng ta khảo sát một mẫu nữa, đó là mẫu dự thầu ngang nhưng mà trực tiếp phí khác dọc. Thì trước khi đi vào cái menu cái chức năng dự thầu này thì chúng ta nhìn lại cái chức năng hiện hành. Thì trực tiếp phí khác hiện nay đang để ở phía ngang. Đây, trực tiếp phí khác của chúng ta đang ở cột N là 1,5% thì để ở hàng ngang cùng hàng với cả chi phí chung rồi thu nhập thuế tính trước vân vân. Bây giờ chương trình sẽ làm một mẫu khác là dự thầu ngang nhưng mà trực tiếp phí khác dọc. Thì lại một hình ảnh nữa là có vật liệu nhân công máy phân tích theo định mức như bình thường, sau đó cộng lại, nhưng mà trực tiếp phí khác thì được thể hiện là cả một cái dòng số 19 này và đặt theo thành tiền của nó là theo phương này, theo phương ngang phương dọc như thế này. Còn ở hàng ngang thì không có trực tiếp phí khác nữa mà có trực tiếp, chi phí chung và thu nhập trước, cuối cùng là chi phí nhà tạm. Ở đây thì chúng ta có một cái khái niệm mà có thể là nhìn thoáng qua có thể nhầm lẫn, đó là chi phí trực tiếp và trực tiếp phí khác là hai khái niệm khác nhau. Tiếp theo thì chúng ta đi đến cái mẫu dự thầu gộp các công tác giống nhau. Mà trước khi thì đi vào cái mẫu dự thầu gộp các công tác giống nhau thì chúng ta sẽ khảo sát, chúng ta sẽ trở về suy công trình để chúng ta nhập một số công tác giống nhau. Ví dụ đây chúng ta đang có là mã là AF.111 như thế này. Tiếp theo công tác thứ hai là tạm tính, công tác thứ ba là AE. Bây giờ tiếp tục cho một công tác nữa vào đây. Chúng ta đặt một công tác là AF.12345 như thế này. Chúng ta đổi tên nó đi. Chúng ta đổi tên là công tác thứ 2 giống nhau. Chúng ta đổi tên cái công tác này là công tác thứ nhất. Đấy, như thế này. Một cái là thứ hai và một cái là thứ nhất. Và mã là giống nhau thì cái hao phí sẽ là giống nhau. Với phần mềm dự toán dự thầu G8, hai công tác được gọi là giống nhau hoàn toàn khi mà mã, trước tiên là mã phải giống nhau, ví dụ như AF1111 như thế này và AF11 như thế này. Tên thì có thể là không giống nhau cũng được, không sao cả. Đơn vị phải giống nhau. Và cái điểm quan trọng nữa là cái hao phí vật liệu, hao phí nhân công và hao phí máy của hai công tác này và công tác này phải tương đồng giống nhau, tức là phải đôi một giống nhau. Ví dụ như vật liệu của công tác này sẽ phải giống vật liệu của công tác này và vân vân, cho đến máy của công tác này sẽ phải giống máy của công tác này. Giống ở đây thì giống kể cả về mã số, về tên vật tư, đơn vị, cũng như tất cả hao phí, giá gốc, giá tháng, cước vận chuyển cũng như là hệ số này phải giống nhau tuyệt đối. Nếu như một trong các thành phần đó khác nhau thì chương trình hiểu rằng là hai công tác này khác nhau. Bây giờ chúng ta cho cái công tác này là khối lượng là 6,175 mét khối. Còn công tác này chúng ta cho là 1,17 mét khối đi. Sau đó thì chúng ta chuyển ngay sang suýt chiết tính. Và trong gập này chúng ta chọn lại là dự thầu gộp các công tác giống nhau. Có một thao tác có thể giúp nhanh hơn, đó là nếu mà chúng ta đang ở cái kiểu khác mà chúng ta chọn như này có thể hơi lâu, mà chúng ta đang từ suýt công trình, chúng ta chuyển ngay sang suýt đấu thầu và chúng ta bấm dự thầu gộp các công tác giống nhau thì chúng ta không phải mất công chọn lại một lần nữa, thì nó sẽ nhanh hơn. Với công tác gộp các công tác giống nhau thì chúng ta để ý cái tên công tác sẽ đặt ở phía trên và mỗi công tác sẽ là có một cái bảng cho rõ ràng. Bây giờ chúng ta để ý trong suýt công trình thì có công tác 1 là AF111, công tác 2 là tạm tính, công tác thứ 3 là AE, công tác thứ 4 mới là AF. Và bây giờ chúng ta nhìn lại bên này thì công tác số 1 là AF111 vẫn giữ nguyên, công tác số 2 là tạm tính vẫn giữ nguyên, công tác thứ 3 là AE.11213 giữ nguyên. Công tác thứ 4 là AF.111 thì vẫn thể hiện, có một lý do của nó. Bây giờ chúng ta sẽ kiểm soát ở bên này. Chúng ta sẽ kiểm soát cái thành phần hao phí của nó ở bên giá tháng. Ở đây chúng ta vì trước đây chúng ta đã nhập cái AF vào hôm trước và hôm nay chúng ta nhập cái AF khác. Tuy nhiên thì hôm trước chúng ta đã vào giá tháng để chúng ta nhập cái giá của hai loại vật liệu này. Chính vì thế bây giờ vì hôm trước là chúng ta nhập cái giá một cái giá là 150.000, còn hôm nay một cái công tác mới nó sinh ra thì nó vẫn là lấy cái giá cũ là 105, cho nên chúng ta phải chỉnh lại cái đơn giá của đá này cho giống nhau. Ví dụ 150, 123 cho nó giống nhau. Tắt đèn. Ở đây cũng có hai loại xi măng PC, đó là một cái là 900, một cái là 673, chúng ta đổi thành 900. Bây giờ chúng ta chuyển lại đây, chúng ta kiểm tra. Như vậy là đã đầy đủ các cái vật liệu, đây đã đồng nhất là chỉ có một loại và giá cả giống nhau thì nó sẽ đồng nhất mà không sinh ra hai loại vật liệu như vừa rồi nữa. Và bây giờ chúng ta kiểm tra chiết tính. Bây giờ công tác thứ nhất là AF.111, công tác thứ hai là tạm tính, công tác thứ ba là AE, và Chúng ta để ý lúc nãy thì công tác thứ tư hiện ra là AF.11, nhưng bây giờ đã mất đi bởi vì trong trường hợp này là cái công tác AF này và công tác AF này là giống hệt nhau, cho nên chương trình hiểu rằng nó giống hệt nhau và gộp vào, tức là chúng ta đang từ công tác thứ ba và chúng ta nhảy ngay sang công tác thứ năm, bởi vì công tác thứ tư là giống hệt công tác số 1 này. Tuy nhiên khi mà chuyển sang bên suy dự thầu thì chương trình tự động tách hai công tác riêng biệt ra, bởi vì cái khối lượng của công tác số 1 này là 6,175, nó đương nhiên là khác với cả cái công tác thứ tư này. Và tất nhiên trong hợp kể cả cái khối lượng này và khối lượng này giống nhau thì đương nhiên nó cũng vẫn phải tách ra để thể hiện cái bảng chiết tính cho nó đầy đủ, bảng đơn giá dự thầu phải đầy đủ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái bảng chiết tính này, bảng chiết tính với cái gộp công tác giống nhau thì nó giúp cho cái nhà thầu sẽ tiết kiệm được cái công sức để mà tính toán những cái công tác mà trùng nhau, thì khi in ấn cũng tiết kiệm được giấy, và cái bên chấm thầu, bên chủ đầu tư họ chấm thầu thì họ cũng đỡ phải nhìn những cái bảng mà giống hệt nhau để in ra, bởi vì công tác giống hệt nhau. Và theo chúng tôi được biết thì trong thực tế các công trình thì số lượng công tác trùng nhau có thể lên đến trên 30%, bởi vì ví dụ như là các cái phần bê tông của các tầng 2 đến tầng áp mái thì là thường là giống nhau, và đương nhiên như vậy thì các cái phần thép cũng như là phần cốt pha hoặc là các phần khác thì nó sẽ giống nhau, và dẫn tới là nếu chúng ta phân bóc tách công trình theo tầng thì sẽ dẫn đến tình trạng là rất nhiều các cái công tác trong một công trình mà giống nhau, kể cả thậm chí kể cả giống nhau kể cả về mặt khối lượng, chỉ khác nhau về vị trí mà thôi. Thì với những công trình đặc thù như vậy, nhất là công trình cao tầng hoặc là những công trình có tính chất điển hình cao đấy, thì chúng ta sẽ thấy là làm thầu với cách gộp các công tác giống nhau này sẽ rất tiện lợi và cũng rất dễ cho cái đơn vị chấm thầu họ theo dõi. Bây giờ chúng ta đi đến cái mẫu tiếp theo là dự thầu rút gọn theo thông tư 05-2007 của Bộ Xây Dựng. Bây giờ chúng ta nói một chút về thông tư 05-2007, thì đây là một thông tư mới nhất ra vào tháng 7 năm 2007. Tất nhiên tính đến đầu năm 2008 thì đây là thông tư mới nhất, còn sau này có thể khi mà chúng ta nghe cái bài hướng dẫn sử dụng này có thể ra một thông tư khác, thì cái điều nói là mới nhất đây sẽ không còn đúng nữa, và lúc đó có thể là ra thông tư 06 2009 chẳng hạn, hay là 2010 chẳng hạn, thì cái mới nhất này chỉ có tính chất đúng ở thời điểm đang hướng dẫn phần mềm này thôi. Thì trong bảng chiết tính này thì họ chỉ hiển thị nguyên hao phí vật liệu, hao phí nhân công và hao phí máy theo định mức mà thôi, chứ không hiển thị các cái chi phí khác. Chi phí khác ở đây được hiểu theo thông tư, cũng theo thông tư 05 đấy, chi phí khác được hiểu rằng là trực tiếp phí khác, rồi chi phí chung, thu nhập từ trước, rồi thuế VAT, lán chạy nhà tạm, vân vân. Thì trong cái thông tư 05 này, cái mẫu chiết tính không thể hiện giống như thông tư 04 nữa, mà trong thông tư 05 chỉ cho thể hiện nguyên cái hao phí định mức của vật liệu công máy mà thôi, không thể hiện các chi phí khác. Tiếp theo chúng ta dở cái trang 33 là phần 25 mã là phần đơn giá xây dựng tổng hợp. Trong cái trang 33 này của thông tư 05 này thì phần 25 mã là phần đơn giá xây dựng tổng hợp này sẽ tương ứng với bảng dự thầu của phần mềm dự toán G8. Thì cũng giống như là thông tư 04 thì 04-2005 thì cũng gồm có các cột là số thứ tự, mã công tác, tên công tác, đơn vị và khối lượng. Nhưng sang thông tư 05 từ cột thành phần chi phí và cột tổng cộng thì khác hẳn so với cả thông tư 04-2005. Ở đây thì với cái tinh thần của thông tư 05 mới thì thể hiện thành phần chi phí ở đây được hiểu rằng là cái thành tiền tương ứng với chi phí vật liệu, thành tiền ứng với nhân công và thành tiền ứng với máy. Còn tổng cộng ở đây thì được hiểu rằng là tổng cộng của ba cái chi phí vật liệu, nhân công, máy cộng lại thì ra được. Và cái tổng cộng của tổng cộng là cái dự thầu, cái đơn giá, cái đơn giá dự thầu của một cái hạng mục của một công trình. Ở đây thì trong thông tư này được hiểu rằng cái thành phần chi phí ở đây được hiểu rằng khối lượng ở đây nhân với cả chiết tính, nhân với cả cái đơn giá dự thầu bên này. Tuy nhiên thì ở trang 33 của thông tư 05-2007 cũng nói rất rõ là ghi chú của cái bảng dự thầu này ấy, thì là có ghi rõ là trường hợp đơn giá được tổng hợp đầy đủ thì bao gồm cả chi phí trực tiếp khác, chi phí chung và thu nhập chịu thuế tính trước. Thì chúng ta hiểu rằng là đã làm thầu thì đương nhiên là chúng ta phải có các cái chi phí khác này rồi, chứ không thể nói là không có chi phí khác được. Nếu không có chi phí khác này thì đơn vị thi công sẽ lỗ rất là lớn. Thì chúng ta hiểu rằng là tuy nhiên thì trong cái mẫu ở trang số 32 đấy thì bộ lại không hướng dẫn có các cái chi phí khác ở đó. Và ở đây thì lại cái thành tiền ở đây thì bằng khối lượng ở đây mà nhân với cả cái đơn giá dự thầu đây thì chưa đúng lắm, bởi vì còn thiếu chi phí khác. Vậy thì phần mềm dự toán dự thầu G8 cũng vẫn làm theo mẫu của Bộ Xây dựng, là cũng gồm đầy đủ các cột làm số tự, mã, tên, đơn vị, khối lượng và thành phần chi phí vật liệu, công, máy và tổng cộng, đúng theo cái tinh thần của 05-2007. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta thường biết rằng là cái thành tiền thì thường bằng cái khối lượng nhân với cả cái đơn giá. Vậy thì cái cột đơn giá chương trình đã tạm ẩn đi. Chúng ta để ý đây là cột C, D, E xong đến Y luôn, thì chứng tỏ rằng ở giữa hai cột này là có ba cột đang ẩn. Chúng ta bôi đen hai cột E và Y, sau đó chúng ta vào soạn thảo hiện ẩn cột. Tại sao phải hiện ẩn ba cái cột đơn giá đi? Bởi vì để theo đúng cái mẫu mà Bộ Xây dựng hướng dẫn, chứ không nhằm mục đích gì khác. Nếu như mà chúng ta cần in ba cái cột này thì đơn giản là chúng ta hiện nó lên và chúng ta in như bình thường, như trong Excel thôi. Và ở đây thì chúng ta đã thấy rõ cái quan hệ là thành tiền thì thường là bằng khối lượng nhân với cả đơn giá. Đơn giá ở đây, ví dụ như vật liệu chẳng hạn, thì được lấy ở chiết tính H6. Chúng ta kiểm tra chiết tính H6. Chiết tính là bảng này và cột H đây, và đây là H. Đây là H6. Đây, H6 đây. Còn nhân công thì là H12, máy là H14, thì chúng ta kiểm tra luôn ở đây. Nhân công đây là H10 bằng chiết tính H12 và máy thì bằng chiết tính H14. Tuy nhiên một cái nghịch lý là các cái H6, H12 và H14 này thì chưa được cộng chi phí khác. Như đã nói là chi phí khác gồm những chi phí như thế này, trực tiếp phí khác, rồi chi phí chung, lán trại, nhà tạm, VAT vân vân. Thế vậy thì cái nghịch lý này được giải quyết như thế nào? Thì chúng ta để ý ở đây, chúng ta để ý là cột thành tiền, giả sử như vật liệu chẳng hạn, thành tiền vật liệu, thì chúng ta nhìn thấy là thành tiền này bằng bằng E6 nhân với F6. E6 tức là khối lượng ở đây và nhân với F6 tức là đơn giá vật liệu ở đây, và chúng ta nhân một cái ở đầu tiên nữa, đó là hệ số và ô H5. Bây giờ chúng ta nhìn để ý ở đây, phát sinh giữa suýt chiết tính và suýt dự thầu có một suýt nữa là suýt hệ số. Suýt hệ số này H5 đây chính là hệ số cho chi phí vật liệu. Phần mềm dự toán dự thầu G8 đã đưa ra một phương án tiếp cận khác, đó là với giả thiết rằng là chi phí vật liệu là 1 đồng, tức là chi phí vật liệu trực tiếp là 1 đồng. Ở đây chi phí vật liệu trực tiếp là 1 đồng thì chúng ta cộng các chi phí khác bao gồm trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập chịu thuế tính trước, rồi thuế VAT, lán trại, nhà tạm vân vân, với các hệ số như thế này thì chúng ta ra được là cái chi phí, một cái hệ số cho vật liệu là 1,26107. Và nếu vật liệu là 1 đồng, tức là cái chi phí vật liệu trực tiếp là 1 đồng thì chúng ta phải mất 1,261 đồng để xây dựng lên một cái công tác đấy. Vậy thì nếu mà cái vật liệu là 10.000 đồng thì chúng ta sẽ nhân 10.000 nhân với cả cái hệ số 1,26107 này là hoàn toàn chính xác. Chính vì thế Tương tự như vậy, chứng minh cho chi phí nhân công và chứng minh cho chi phí máy thi công cũng cùng một cách tương tự như vậy. Và đương nhiên khi mà chúng ta nộp thầu thì chúng ta ngoài hai cái bảng chiết tính và bảng dự thầu truyền thống này ra thì có lẽ chúng ta phải in thêm một cái bảng phụ nữa, đó là bảng là chứng minh cái hệ số cho vật liệu, cho nhân công và các máy ở đây. Và cái bảng này cũng không dài gì lắm, có lẽ chỉ độ khoảng 2 trang giấy để chứng minh cái hệ số mà thành tiền ở đây. Tại sao có con số này? Bởi vì con số này, thực chất con số này không phải chỉ bằng con số này nhân con số này mà còn nhân với cả một cái hệ số là ở H5 này nữa. Và nhân công thì là hệ số mà H17 chúng ta kiểm tra lại. H đây và chúng ta kiểm tra đây H17 thì đây chính nó đây là hệ số của nhân công xây lắp. Ở đây làm tổng thể là cho cả ngành thủy lợi thì có nhân công đất. Và như vậy với cái cách làm dự thầu rút gọn theo thông tư 05 của Bộ Xây dựng này thì giải quyết được cái vấn đề rất là lớn, đó là theo đúng cái tinh thần mà Bộ đã hướng dẫn là một. Cái thứ hai là vì cái chiết tính nó rất ngắn gọn, nó chỉ có phân tích theo định mức như thế này để mà chủ đầu tư họ kiểm tra xem đúng là cái chi phí cái định mức mà chúng ta đã liệt kê cho người ta như thế này và có đúng với cả quyền định mức xây dựng hay không. Và bằng cái việc chứng minh một cái bảng hệ số như thế này thì giúp cho cái việc in ấn cái hồ sơ là mỗi công tác chúng ta tiết kiệm được rất nhiều giấy. Ví dụ như là một công tác thì chúng ta phải mất bằng này giấy chẳng hạn, từ cột thứ 14 từ dòng số 14 mà đến dòng số 22 thì có lẽ chúng ta mất độ khoảng 9 dòng. Với một công tác là 9 dòng thì thông thường một công trình, nếu mà công trình lớn 1000 công tác thì chúng ta hiểu rằng là chúng ta lợi được khoảng 9000 dòng. Bây giờ chúng ta chuyển sang một cái dự thầu khác, đó là dự thầu cho ngành thủy lợi với công tác ở bên trên và ở bên dưới. Thì chúng ta để ý dự thầu bên ngành thủy lợi với thì thông thường cũng hay dùng với công tác ở bên dưới. Tương tự như cái phần của các cái phần dự thầu của ngành xây dựng thì bên ngành thủy lợi cũng áp dụng các cái thông tư 04-2005 và thông tư 05-2007 của Bộ Xây dựng. Tuy nhiên có một số trường hợp là họ áp dụng nguyên si như là thông tư 05-2007, nhưng mà có một số trường hợp khác họ lại làm khác đi một chút. Ví dụ trong trường hợp này thì cái bảng chiết tính thì thay vì là hao phí, và ở đây là hao phí vật liệu theo định mức thì họ là bù vật liệu chứ không phải là hao phí vật liệu nữa. Còn máy nhân công và máy thì lại là theo đơn giá của nhân công máy như bình thường, như giống như bên ngành xây dựng. Và ở đây cũng có một suýt hệ số như bình thường, và ngoài ra thì có thêm một suýt khác nữa so với ngành xây dựng, đó là đơn giá tổng hợp. Trong đơn giá tổng hợp này thì ở đơn giá tổng hợp này thì chúng ta thể hiện